Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là trận đấu thứ hai giữa hai đội FC Real Tomama gặp Hà Nội HR. Ở trong cục diện trận đấu thứ nhất, Real Tomama đang dẫn trước với tỷ số là 2-0 trong tâm lý hoàn toàn thoải mái. Quý Dương, Tuấn Anh, vẫn là Quý Dương, qua người rất tốt. Việt Anh, Quý Dương, không được rồi. Alo, thủ môn Minh Tân. Ở trong trận đấu thứ hai lần này, ngoại binh Hiroto là người được tung vào sân ở trên vị trí hậu vệ. Việt Anh. Vẫn là Việt Anh, qua người rất tốt. Chuyền bóng lên cho Duy Hoàng. Không được rồi. Duy Hoàng đã rất nỗ lực, thế nên không thể kiểm soát được bóng. Đi đâu tổ. Quý Dương. Việt Anh, Quý Dương, pha chuyền bóng rất tốt của Việt Anh cho Quý Dương, sút vào! Alo, Quý Dương! 3-0 dành cho Real Tomama. Việt Anh lâu. Một pha kiến tạo phải nói là cực nét của Việt Anh dành cho Quý Dương. Trong tâm lý thoải mái đang dẫn trước 3-0, bây giờ nhiệm vụ của các cầu thủ là tìm ra một vua phá lưới của giải lần này. Đình Tùng đang dẫn đầu với 3 bàn thắng. Đứng thứ hai là Quý Dương, 2 bàn thắng. Duy Hoàng. Tuấn Anh. Vẫn là Tuấn Anh. Việt Anh. Hiroto. Duy Hoàng. Qua người kéo leo. Đâu. Không được. Bóng bay lên đúng xa ngang. Rất thương. Duy Hoàng đã có một bàn thắng. Anh đang cố gắng tìm kiếm những bàn thắng để có khi nào thành thủ môn mà lại vai trò là vua phá lưới. Sợ thật. Chiếc phòng văn câu nào ấy. Anh ơi. Quay lại, quay lại. Ok. Sút pin dành cho Real Tomama. Tuấn Anh chuyền về cho Hiroto. Chuyền lên cho Quý Dương. Rất tiếc. Một đường chuyền rất đẹp của Hiroto từ xa dành cho Quý Dương. Bóng chạm chân Quý Dương nhưng Quý Đào bóng hơi xoáy bay ra ngoài. Quả không sai khi Real Tomama được giới chuyên môn đánh giá là một đối thủ rất nặng ký. Duy Hoàng. Vẫn là Duy Hoàng, bứt tốc nào Hoàng ơi. Không được. Vâng, Quý Dương đã được tung ra ngoài sân và thay vào đó là Đình Tùng với cơ hội tìm kiếm vua phá lưới lần này. Anh đang dẫn đầu với 3 bàn thắng. Sau cánh gà anh có chia sẻ với tôi, sau khi giành được giải vua phá lưới anh sẽ chia giải thưởng với tôi.
Nên hôm nay hy vọng Đình Tùng sẽ kiếm thêm thật nhiều bàn thắng. Việt Anh là người thực hiện phạt góc. Vâng, pha thành người linh hoạt của các cầu thủ Hà Nội SR. Có lẽ họ đang củng cố vào vị trí tiền vệ. Việt Anh. Bóng rồi, không được. Tuấn Anh. Hiroto, Hiroto 1-1. Hà Nội Việt Anh đã lùi về kịp thời. Tuấn Anh, bứt tốc nào Tuấn Anh. Vẫn là Tuấn Anh. Không được rồi. Sút bin dành cho Real Tobama. Vâng, Mạnh Tùng đã kêu lên. Không biết sao tiếng kêu là trọng tài xử lý như thế nào đây. Vâng, không có thẻ, chỉ là một pha xuất phạt cố định. Cầu thủ đội bạn đang rất khéo léo. Vẫn không đâm thủng được hàng hậu vệ Real Tobama. Nguy hiểm. Hà Nội Minh Tân. Một pha bắt bóng rất quá cảm của thủ môn Minh Tân. Có lẽ thủ môn Minh Tân đang muốn lấy lòng huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp. Hiroto. Không được. Không có gì là nguy hiểm cả. Đội bạn đang muốn có bàn thắng danh dự. Chuẩn bị bạn đội mình cũng tuyệt thích từ chối. Sút bin dành cho Hà Nội HR. Và móc bóng hơi lỗi của cầu thủ Hà Nội HR. Tuấn Anh là người vừa thực hiện pha cản phá bóng cuối cùng. Hiroto. Đấy, được bóng rồi. Hiroto dốc lên nào. Sút xa. Không vào. Với chiều cao lý tưởng cùng thể lực dồi dào, Hiroto luôn là người tạo ra một điểm nhấn nào đó trong mỗi trận đấu. Này này chạy này. Không chán lắm đâu anh ơi. Đây là hai rồi anh. Người ta chỉ được như thế. Xử lý nào. Ây, đường bóng ngọt nhỉ. Bóng đang trong chân các cầu thủ Hà Nội SR. Ở trong trận đấu thứ hai ngày hôm nay, Real Tobama đang chơi với đội hình không cần phải dâng cao. Tình huống nguy hiểm. Vâng, thêm một pha xử lý với gọi như đồng đội có đôi bạn vừa gọi là chán thật. Thầy Sơn. À, xin lỗi, đây là Minh Toàn. Không có gì là nguy hiểm. Không được. Đình Tùng.
Minh Toàn, Duy Hoàng, Minh Toàn móc bóng nào. Không được, cái chân của anh chưa đủ dài để móc. Đình Tùng, và tranh chấp của Đình Tùng. Tuấn Anh, bóng vẫn trong chân của Tuấn Anh. Phút thứ 10 của hiệp 2, tỷ số đang là 3-0 nghiêng về các cầu thủ Real Tamama. Thêm một pha sút pin dành cho Real Tamama. Đình Tùng, vua phá lưới Tùng ơi, sút nào? Không được. Pha xử lý khá rườm rà của Đình Tùng. Nếu là tôi trong tình huống vừa rồi, có lẽ lưới của đội bạn đã rung lên. Minh Toàn, không được. Đã có thẻ vàng. Cầu thủ bên đội bạn sau pha tranh chấp vừa rồi với Minh Toàn thì đã bị nhận một thẻ vàng. Hiroto là người thực hiện sút phạt. Hiroto chuyền bóng và bay lên đấm bóng của thủ môn bên đội bạn Đình Tùng và không chế bóng hơi lỗi của Đình Tùng. Phạt góc dành cho Hà Nội HR. Không được, và xử lý hôi lỗi của Minh Toàn. Đội bạn phản công, không có gì là nguy hiểm cả. Sở trường của thủ môn Minh Tân là những pha bắt bóng ở tầm thấp, sở hữu thân hình gầy gòm với khúc bụng có thể co gập một cách tự nhiên. Anh có thể cúi xuống bắt những cái pha thấp rất tốt. Hiroto, vẫn là Hiroto, pha dốc lên của Hiroto rất khỏe, đúng là một ngoại bình. Tuấn Anh, vâng, có lẽ cầu thủ bên đội bạn chưa nắm hết được luật sân 7 người. Kính ra tiền đạo á. Có một sự thay đổi bên đội hình Real Tamama. Minh Toàn là người được rút ra khỏi sân, thay vào đó là Đình Kính. Một cầu thủ với rất nhiều cái duyên ghi bàn ở những giải đấu của Real Tamama. Ông trọng tài đã tiếp tục điều hành. Đình Kinh, Duy Hoàng, không có cầu thủ nào đứng ở khoảng trống. Và cắt bóng kịp thời của Tuấn Anh. Vâng, mọi người đừng nên nghe những lời nói bên ngoài của bên đội cổ động viên đội bạn.
Trọng tài là cha là mẹ chúng ta nên tuân thủ những gì mà trọng tài đã điều hành. Nếu không có trọng tài thì không thể có những giải đấu như thế này. Những người cầm cân nảy mực luôn là những người luôn đau đầu để phán xử những tình huống 50-50. Tuấn Anh, Đình Tùng, có bóng rồi Tùng ơi. Pha sầu kim rất tốt của Đình Tùng, thế nhưng không có cầu thủ nào đứng ở trước khung thành cầu thủ môn đội bạn. Việt Anh. Vâng, trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội Real Tobama và hai đội HR. Tỷ số là 3-0 nhưng về các cầu thủ Real Tobama, chúng ta có thể quan sát được những nụ cười trên môi rất tươi của các cầu thủ. Bên đây là bên cổ động viên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi chuyển thuật trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay. Đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút. Ta đang tăng tàng.